kia ăn nãy cùng con. Đây, anh em làm keo các bạn. Mặc bài ra lên xe đấy. Anh em mệt lắm. Làm bên em không có chị em. Anh Tần như không nổi cười luôn kìa. Đây là anh Hôi. Anh Hôi đây. Không làm mà đồ ăn, ăn tao vui. Bạn hồi xưa có rồi có. Chạp nữa bắt bài chạy xuống cái dốc này thấy là hơi ớn ở nè. Đây là anh Hôi, Trương Quang Lục, Võ Chí Sơn. Bên kia là anh Dũng à. Bắt tài, bắt tài khổ chưa anh chứ nhờ. Bắt tài là rất vui vẻ. Cho bắt tè. Cho bắt tè ấy chứ. Bắt tè. Còn quay cái keo này. Ý hồi nãy là mình lên quay trễ chứ bắt tè chạy lên kia là khó lắm. Nhưng mà vượt qua hết. Bắn đơ rồi hết luôn á. Đó. Các bạn xem cái cảnh anh em bắt keo. Trong trời mưa. Trong trời mưa khó không à. Em tính đông chồng em. Em đã đẻ tháo cái đồ rồi. Xin chào em. Bà Tâm bị nát. Bà Tâm hôi nát. Các bạn xem anh em làm keo vui không? Mặc dù rất mệt mỏi nhưng mà rất vui tính. Bên kia là bà Tâm đấy. Bà Tâm bị nang rồi. Bà Tâm bị lóc rồi. Bà Tâm bị lóc hả? Bà Tâm dễ thương với lại bà Hiền nữa mà mình thương không dễ. Bà Tâm khách quà. Thấy chưa? Ở sao tôi quay không rõ. À diễn viên làm keo. Chứ không phải là diễn viên làm heo nghe. Qua rất là chỉ gần xe đây. Heo. Nghe ông nghe thiếu ngon này. Đây là một đội già nhất thế giới. Này coi xem anh Sơn. Đi chân té lắm. Anh Sơn đưa lên cái khúc. To không á. Cái... Đó. Còn của anh Sơn là 20 phân. Đó. Bắt. Bắt tài, bắt tài cái vui vẻ chưa? Vui tính. Cái tài đâu? Giờ đi bắt tài không? Không được bắt tài à? Bắt tài cho. Bắt tài tụt chúng á. Quay đi mà tâm ấy. Coi mấy chị em phụ nữ thì vui quá mà. Đấy giờ ai rồi. Tới giờ thành trơn rồi. Ủa quá. Thêm rượu, đá khế nhả lên. Rượu mất đá khế rồi. Này coi. Ui. Dễ. Anh chơi không được rồi. Đâu không biết đâu. Đó. Đây là thằng cơ giùm bóc keo. Đâu. Thôi bỏ keo ra tụi mình. Nè. Đủ rồi mà. Còn dưới còn mớ. Không buồn đâu mà sợ. Còn không mấy có lạc xuống kia anh bèn dễ chắc. Chú mày. Thích kẻ chú mày. Tắt tình nền coi mọc. Bỏ là bỏ tan về lóc. Bóc tài như thế này mà anh em không cho bóc tài một ly rượu là hơi mệt nữa nghe. Ta còn ngủ này. Có được gỡ này bây giờ. Con lùi lộn. Cái kéo cơn nè. Ui.
tiếp tục xuống dưới kia bóc nữa. Mày lòng bà tăng là bà tăng có tiếp cốt. Tăng như bà có tiêu cốt cốt. Tiêu cốt cốt, không biết tiêu cốt là cái gì, không biết nữa. Bà là bà tan về lắm. Thôi, phải bắt đầu nghe. Quay đi, quay đi, quay đi. Quay đi. Quay đi. Yahoo! Dạy chứ đừng anh ri cũng được vậy, ăn nó cũng không chứ không có khó mà ăn nó với bắt không á. Mình bữa chửi với ông 13 tháng bò rồi. Mời chồng chỉ đó. Không nghe chửi thì sao có nhám á, cái 17 tháng bò mà không sao cái chửi sao có nhám á. Vì nó đúng luôn. Anh đang động, không có gỗ. Chữ ít. Chữ đăng bò mà ông kia cho người nhé mày. Ủa, khỏe rồi. Bên đấy có 6 xe rồi, 13 tấn rồi. Không. Ủa không rồi nhớ. Ủa dùm hôm nó nặng. Quài. Nập ra. Nập ra. Rồi. Việc gì khó có tên này nhờ, việc gì chỉ nhận có phụ nữ. Ồ, phụ nữ thì trớt, phụ nữ chờ không nhận. Phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ. Như bà Tâm bỏ thái cực của mày. Đã, hồi xe ông đại bỏ mày mẹ. Thái cực của mày đó. Thái cực của mày, thái cực. Thái cực, thái cực của mày. Thái cực cái mừng. Thái cực của mày, thái cực. Hai. Khi nào căng mà nó, ô, có Tâm ơi, 15, 16 tháng rồi. Là có Tâm kỹ cực. Có Tâm cửa quần đứng đầu dốc à? Có Tâm đang tùm. Đứng đầu dốc hỏi Tâm nữa nè. Không không nhận nữa hả? Chết bẹt luôn cho nữa chứ. Ôi, dưới một trái ơi. Đưa ngon ngon đi anh ơi. Chút ít này, chút ít đưa đẻ hết lên đây. Chứ chỉ cầm nhỏ, nhỏ bỏ làm sao rồi nó sống à. Nó gũ á, nào còn mưa của ông ta kìa. Mày hốt một con lói mới hát tao biết ra là con lên liền luôn nè. Lấy chưa? Không, không phải, không phải ổng liền mà chim ổng liền. Dặn ổng liền chứ. Dặn nó đang đi mở liền. Ổng không liền mà chim ổng nghe mà tao liền chim ổng. Trời mà ước cho cái là mồi sản ngoài. Rồi đó. Nè, đưa bên anh nhỏ nhỏ cho anh đẹp đẹp lên cây nghe.
chở cho được được không có ông khùng gì ông lo á. 19 tấn thôi. Nè, đưa bài đi. Anh nhau nó lên không? Sầu xuống cho đó. Bả đang qua mà không kịp, bà chữa chỉ có nhán mà không chữa. Xe chở đầy được bao nhiêu tấn? 18 tấn. 18 tấn, kinh khủng ta. Không biết tin nha anh đèn đầu. 18 tấn, hay tấn. Bữa này 18 tấn chứ mày. Vô đi có chỗ. Nói ít cho nó nhiều con bác. 18 tấn chạy đường đi thằng gớm. Đầy đại vô con luôn. Lập một thời. Này nó còn mất còn nữa. Đang đang ra từ mới giờ này. Không có chợ mà. Ok. Bàn tóc của anh thử. Yes. Dạ. Đi bên này hè. Anh có đánh gì nữa. Bà già thăm kìa, 80 tuổi mà giờ y 18 tuổi. Lắc keo đó các bạn. Thank you.